Xin chào cả nhà, ngày hôm nay mình lại tiếp tục tới nhà vườn của bạn Ngọc Ly ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà, để quay giao lưu với cả nhà một số mã số mai ghép vào mùa chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình. Anh chào Ly nha. Dạ rồi, chào anh, chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng ha. Thì hôm nay trở lại với kênh, em cũng tiếp tục giao lưu với mình khoảng tầm mười mấy mã số mai giảo tử sắn già mùa để mà mình chơi Tết ha cô chú anh chị. Đó, không để mất thời gian thì bây giờ mình tiếp tục vô mã số 1 luôn ha. Rồi. Ở đây là hôm nay clip này thì em ký hiệu mã số là C1C cô chú anh chị ha. Rồi. Kiểu như cho cô chú anh chị mình dễ, em dễ nhớ á. Rồi. À, đặng không lộn với clip này clip kia. Dạ, ha. Đúng rồi. Mã số 1C cái nha. Cái này thì em giới thiệu lại giùm anh là mình ghép được bao lâu rồi? Cái cây này em ghép hơn 3 mùa nghe cô chú anh chị. Hơn 3 mùa cái nha. Dạ, già mùa. Ghép nha. Liền luôn. Rồi cái chọc ghép đây cái nha. Nó cỡ đầu xem mấy cái đầu út của mình đó cái nha. Đó, nút nụ. Nút nụ đây cái nha ha. Rồi nút nụ để cái nhà mình tham khảo mã số 1C nha cái nhà. Dạ đúng rồi, mã số 1C. Nút nụ rất là nhiều luôn. Cho anh bây giờ thông số nha. Thông số em sẽ đo cụ thể cô chú anh chị mình xem luôn ha. Rồi. Đó, mã số là 1C. Chiều cao là cái cây thì nó đang nằm trong cái chậu cao 2 tấc, chậu ống cao 2 tấc. Mình lấy chiều cao thì mình chỉ lấy từ mặt chậu đi lên cô chú anh chị ha. Rồi. Mặt chậu đi lên thì cây tầm trên 2 tấc, cây này là cao được 22. Đó, cây cái tàn ngang. Tàn ngang được 45 cô chú anh chị ha. Rồi, cái đế này cái nha. Cái hoành này khoảng chừng như vậy. Dạ, cái hoành này cỡ ngón trỏ cho tới ngón giữa. Ừ, tay khá trò. Là bự cái nhà ha. Dạ. Đế cũng xử lý ra dạng nè cái nhà. Đế cũ nở nha. Đế cũ nè, nguyên cái cũ luôn cái nhà. Dạ. Cái này mình gửi chậu luôn ha. Dạ đúng rồi, em ship chậu luôn. Cái tàn đổ của cái cây này thì nó chắc cỡ gần 4 tấc cô chú anh chị. Rồi, kiểu này nó đều tròn ha. Ừ. Thì gốc này mình vô luôn sao đây? Dạ 300.000 một chậu em bao ship luôn chậu ha. Rồi 300.000 một chậu mã số 1C cái nhà mình ship luôn chậu cái nhà. Nhớ nhận hàng kiểm tra hàng đúng như cây trên clip nha cái nhà. Rồi để cái nhà mình tham khảo ha, mã số 1C nha. Rồi tiếp theo mã số 2C cô chú anh chị ha. Thì một cái lô này của em là kiểu như kích cỡ nó cũng tương đương với nhau á cô chú anh chị. Em đánh mã số để chủ yếu là mình nhìn vô mình thấy mình vừa ý cái cây nào ha. Nếu mình thích cái mã số nào thì mình có thể nói đúng mã số em gửi đúng cây. Hoặc là cô chú anh chị mình chụp màn hình cái cây này lại mình gửi qua Zalo cho em á. Rồi mã số 2C cái nha. Nói chung nút nụ rất là nhiều nha ha, dạ đúng rồi, nút nụ rất nhiều, hàng già mùa nè, nụ chùm luôn cô chú anh chị. Ừ. Hàng này là em bao bông cho mình chơi Tết luôn ha. Rồi cho anh xin thông số đi. Thông số thì chiều cao mã là mình cũng cái nha. Dạ mình lấy từ mặt chậu đi lên, cây này cao được 24, tán ngang của cây này là được 50. Thì cái tàn đều tròn, cái tàn nó đổ xuống mình sẽ đo ngay nhánh đổ này cho cô chú anh chị xem thử ha. Từ trên đỉnh này em đo tới xuống dưới này là 4 tấc cô chú anh chị nha. Rồi. Nó đổ thả xuống nè, nó nụ rất nhiều. Nha. Đây. Già mùa cái nha. Dạ. Cái thân của nó giống như đống đồng đều, nó xanh dần luôn cái nha. Rồi mã số này mình vô lưu với giá là dạ 300 bao ship. 300 ngàn bao ship cái nha. Cái cây này quỳnh gốc lớn nha, gốc này cỡ ngón trỏ của em, ổ ngón giữa của em á. Cái đế nó quái nữa cái nha, đế xử lý đa dạng hết cái nhà ơi. Rồi mã số 2C nha nha. Mình giao lưu giá là cũng đồng giá là 300 ngàn giá mình bao ship cỡ chậu luôn nha. Rồi mã số 3C ha. Dạ 3C cũng tiếp tục là một cây mai giảo tử sắn già mùa của chú anh chị mình xem giùm em nút nụ nè. Ồ quá xá nút nụ luôn. Quá xá nút nụ luôn em, thấy vàng tươi nè cả nhà. Nút nụ no tròn vàng ôm nụ của mai giảo tử sắn này nó dễ nở lắm nha cô chú anh chị, mình xuống lá một cái là nó bung vỏ liền á. À. Nó dễ nở hơn hàng giảo Hữu Đức nữa. Ừ. Dạ. Cái này sắn khít luôn hay nha. Dạ đúng rồi, sắn khít luôn á. Sắn khít rồi cả nhà. Cái bác cái đế đây cái nha. Củ đế chà bá luôn cô chú anh chị, này đế bí á, đế cũ á. À đế cũ. Này mình xử lý là đế đa dạng luôn. Quỳnh thăng thì nó nằm cỡ tầm ngón trỏ ngón giữa cô chú anh chị ha. Quá chừng nút nụ luôn đi ơi. Dạ. Nút nụ quá xá mùa, luôn. Nút nụ nhìn đã ghê cả nha. Ôi nút nụ nè. Với lại sắn khít nè cô chú anh chị, nhìn cái chột ghém nó sắn mà nó già nó đóng rong luôn á. Cái thân nó xanh luôn cái nhà, xanh như lá luôn cái nhà, nó đóng rong cái nhà, nó già lắm rồi. Rồi chiều cao thì mình vẫn lấy như vậy là từ mặt chậu đo lên là trên 2 tấc. Rồi em sẽ đo tàn ngang với cái chiều đổ thôi nha cô chú anh chị. À. Tàn ngang là 45. Tức là đa phần cái cây nào cũng lên đúng cũng rồi. Gan tay ha. Dạ đúng rồi. Còn cái chiều đổ quan trọng là cái chiều đổ nữa. Quan trọng là có cây thì nó đổ kiểu như nó đều tròn, còn có cây thì nó thả dài. Như cây này thả đụng mặt chậu là 50 nè cô chú anh chị. Thả đổ xuống nè. Nó thả tới cái đít chậu luôn đó nha. Ồ quá trời đúng rồi. Cái hàng này thì kiểu như là mình để cao cao lên nhìn cho nó đẹp ha. Dạ đúng rồi, mình để chậu ống á cho nó rủ xuống á, tại vì mai sắn là nó đổ xuống. Rồi gốc này mình vô lưu với giá là dạ 3C cũng là 300 bao ship. Rồi 300 ngàn luôn cả nhà ơi. Rồi mã số 4C ha cả nhà. Đó, 4C cũng là một cây mai giảo tử sắn già mùa ha. Cây em cũng ghép với cái gốc mà quấn rễ có xử lý đế hết trơn ha. Rồi. Đây mã số 4C đế nha cô chú anh đế chị. Đế đây cả nhà. Ồ một củ nở quá xá luôn. Cái hoành thăng thì cỡ ngón tay giữa của ô ngón tay giữa của em nè ha. Bự hơn luôn quá. Em lấy là em trừ hao hết trơn rồi đó. Ừ. Rồi nút nụ nữa cái nha, múc ở trong nữa cái nha. Cái này mình chịu khó mình dạch ở trong nữa cái nha. Sắn khít già mùa, đây, trên đọt nè. Rồi, đây, quay cái quá chùm một chùm luôn nè cô chú anh chị. Rồi.
Cái hàng này thì em bao bông cô chú anh chị mình chơi Tết mình cứ yên tâm ha. Còn nhiều cô chú anh chị mình ở cái mỗi tỉnh khác nhau, mình không biết cái ngày lặt lá ngày nào thì mình cứ liên hệ nhà vườn tư vấn nha cô chú anh chị. Rồi chăm sóc sau Tết thế nào thì cứ liên hệ nhà vườn thấy em, nhà vườn dạ, hỗ đúng trợ rồi. Luôn ha. Bên em hỗ trợ hết, mình cứ gọi trực tiếp với số điện thoại của em ha. Rồi số điện thoại nhà vườn mình để góc bên trái màn hình bên đây nha cả nhà. Rồi bây giờ cây cũng vẫn nằm chậu cao 2 tấc. Rồi từ mặt chậu đi lên là cũng tầm cỡ gang tay trở lên đó cô chú anh chị, là tầm 2 tấc, 2 tấc 2 gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho tán ngang, tán ngang với chiều đổ ha. Đúng rồi, quan trọng tán ngang chiều đổ, tán ngang cây này 45. Còn chiều đổ của cây này là dài xuống là 55 nha cô chú anh chị, cây này là nó bự nha. Rồi nút nụ luôn cả nhà. Ghê gớm quá. Nói chung là cây nào hàng này thì cây nào cũng bao nút nụ hết nha. Dạ đúng rồi, tại vì kiểu hàng mình nuôi già mùa nay 3 năm rồi. Rồi. Đó. Rồi cái cũ nữa ha cả nhà ha. Hàng này thì mã có số 4C hết, ha. 350.000 ha. Dạ đúng rồi, 350.000 bao ship. Cây này thì cái form tàn nó bự hơn mấy cái loại 300 ha cô chú anh chị. Kiểu như tiền nào của nấy ha. Mình xem rồi. Mình xem rõ mã số giùm cho em nha. Rồi mã số 5C ha cô chú anh chị. Tiếp tục là mai giảo tự sắn, thì cái clip của vườn em thì đa phần là chỉ có giảo tự sắn già mùa thôi nha cô chú anh chị. Chỉ quá có cuối nha. Quá già nụ luôn á. Rồi thông số sao đây? Rồi thông số cũng là lấy từ chiều mặt chậu đi lên á, thì cây này là cao 2 tấc rưỡi, 25. Cô chú anh chị cái tàn ngang, giờ em đo cái tàn ngang cho mình xem ha. Tàn ngang cây này 50, tàn đổ xuống nè. Đổ dài. Đổ đẹp ha, đổ đều luôn á. Đổ đều mà bờ dạ, dạ đổ là 50 luôn á. Rồi cái nhánh đổ bên đây nè cả nhà. Quá trời nó nụ luôn. Cái nhánh đó 50 chứ cái nhánh này hơn 50. Nhánh này luôn. Dài hơn nữa. Rồi nó đổ mút dưới đây luôn nữa. 60 luôn. Dạ đổ luôn. Quá trời. Cái này mình lặt lá ra cô chú anh chị, cái nó đeo bông nè. Ôi ơi quá trời luôn. Quá trời luôn. Mình lặt lá ra cái nó đeo bông, nó thả rủng đỉnh gì rất là đẹp nè cô chú anh chị. Đưa. Đế mã số 5C nè, nguyên cái bởi đế rất là đẹp luôn nha. Rồi, và số 5C mình cho luôn là 350 ha. Dạ đúng rồi, 350 bao ship. Ship luôn chậu ha. Ship luôn một chậu. Một cây luôn. Là em gửi hàng cho cô chú anh chị mình rồi nha. Cây này tàn bự tròn rất là đẹp nha. Rồi, mình bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ đúng rồi, bao ship toàn quốc luôn nha cả nhà. Nhà vườn mình ở chợ Lách Bến Tre nha. Rồi tiếp theo mã số 6C ha. 6C cũng tiếp tục là mai giảo tự sắn hàng già mùa. Em ghép với cái gốc quấn gửi đế cũ rồi ha cô chú anh chị. Nguyên một cái bệ đế luôn. Hoành thăng thì mình lấy ngón trỏ tới ngón giữa. Bệ đế thì kiểu như mỗi cây mỗi kiểu khác nhau á. Cô chú. Cái gốc này. Cỡ nhau. Dạ gốc thì một cỡ nhưng mà đế thì khác nhau. Rồi cô chú anh chị mình nhìn mình thích cái nào thì mình nhớ đúng mã số giùm em á. Đế đa dạng ha cả nhà. Dạ đế là đa dạng, đế cũ, đế bí đủ thứ hết. Rồi nút nụ nè. Hàng này thì nút nụ thì chắc như nhau rồi ha, nút nụ. Dạ nút nụ là già mùa tại kiểu mình cắt ghép một thời điểm đó. Em nói chung cây nào bán ra là cũng bao bông chơi Tết hết. Rồi. Vậy là cô chú anh chị mình yên tâm à. Rồi nút nụ nữa nha. Quá trời luôn, kiểu mai sắn á thì nó nằm nó. Trong không, dạ nó gũ ở trong nó bị lá che á, mình phải dạch ra mới thấy. Rồi cho nên là clip quay thì cũng dạch ra cô chú anh chị mình xem ha. Dạ. Cái này nó đổ xuống dài ghê cả nha. Chiều cao của cây là 25. Lấy từ mặt chậu lên, tàn ngang là được 50. Tàn đổ của anh cầm cái tàn đổ giùm em. Rồi đây cả nhà. Nó tàn đổ xuống như vậy là 60 luôn á cô chú anh chị. 60 luôn á. Nó đổ dữ ha. Quá trời luôn, cái tàn đều tròn đẹp nè. 6C cả nhà. 6C là 350 em bao ship á. 350 cả nhà mình tham khảo clip á, có chỗ nào mà chưa kỹ cả nhà cứ liên hệ nhà vườn, thấy nhà vườn quay kỹ hơn từng mã số cho nhà mình tham khảo ha. Dạ tiếp theo mã số 7C cô chú anh chị ha. 7C cũng là một cây em ghép với cái gốc đế quấn rễ rất là đẹp luôn. Đế cũ đủ loại luôn cô chú anh chị. Cây này cái tàn ngang nó khích địch luôn. Dạ cái tàn nó đều tròn nè. Rồi để cả nhà, để mình quay cái cũ cho cả nhà mình tham khảo ha. Cái cũ này nó còn đóng gông chưa có chà ra luôn. Chưa thấy rõ nhưng mà cũ bự lắm nha cô chú anh chị. Rồi nút nụ nữa cả nhà. Hàng này thì bao nút nụ luôn. Bao nút nụ luôn, cây nào em gửi hàng đi em cũng bao nút nụ hết. Trời ơi quá trời nụ luôn nữa cả nhà. Nó mai sắn á, nó kiểu như nó sắn cái nó nằm trong nụ, nằm trong cái mắt sắn á. Đó, mình muốn coi là mình phải dạch ra cô chú anh chị nè. Rồi. Nó nằm ở trong này nè. Cả nhà mình tham khảo mai á, thì thời điểm lặt lá và lúc nào thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn hỗ trợ hết nha cả nhà. Thông số làm sao em? Dạ cây này mã số 7C, mình đo chiều cao cây này cao nha cô chú anh chị, cây này chiều cao lên là 2 tấc rưỡi. 2 tấc rưỡi. Rồi cái tán ngang cây này cái tán ngang nó rộng lắm cả nhà. Dạ tán ngang, giờ mình quay mặt này cô chú anh chị mình thấy tán ngang nè. Dạ tán ngang của cây này là 50. Rồi. Rồi tàn đổ từ đỉnh cho tới đợt là 55. 55. Dạ tàn đều tròn cây bự nha cô chú anh chị. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nút nụ nữa cả nhà. Nút nụ là hàng bao bông chơi Tết luôn. Gốc này là 7C mình vô lưu với giá là nhiêu? Dạ 350 bao ship. 350.000 bao ship cả nhà. Dạ một cây là gửi hàng và bao ship là em tặng chậu luôn á. Dạ không có rút chậu ra. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. 7C ha. Rồi cây 8C cô chú anh chị ha. Cái cây này tàn dữ lắm luôn á. Tàn đều tròn kín mít luôn nè cô chú anh chị. Kẹo luôn nè cả nhà.
ở cái tay em lòn vô trong một không diễn tả được luôn. Quá trời nút nụ luôn nha. Cái tay cây này bự lắm nha, tàn tròn lắm cô chú anh chị. 8C đây. Nha. Ừ. Nà, mã số 8C rồi. Rồi quay nút nụ cái nhà tham khảo rồi cả nhà. Đây nút nụ rồi cả nhà. Quá trời nút nụ luôn. Nó khích rịch luôn á. Tết nó nở bông chắc dữ lắm. Dạ tết nó nở bông dữ đây nè. Trời ơi đây nè. Trời ơi. Mà giờ tỉ sắn thì phải dạch ra mới thấy nha cô chú anh chị. Ừ, nó rủ rủ không cả nhà. Dạ đó. Không phải mình khen cho quá đâu cô chú anh chị, mà kiểu như mình lặt ra cho cô chú anh chị thấy rõ á. Ừ. Dạ để mà mình dễ mình chốt cây mình về mình chơi tết. Cây này tàn bự dữ lắm, để em đo tàn ngang trước. Trời. Chiều cao này cũng cỡ 25. Dạ chiều cao thì cũng cỡ nhau mà hơn nhau cái tàn á. Ừ. Tàn ngang cây này là 60 á cô chú anh chị. Nó bự mà nó đặc thế ha. Dạ nó bự mà nó đều nó khít á. Ừ. Cây này á thì cái tàn thử chiều cao luôn không? Đó, dạ đó. Ừ. Đây. Mà số 8C cái nha. 8C chiều cao 30. 30 luôn. Hoành thăng lớn luôn nha. Em cây này em đo hoành luôn. Ờ cái gốc cũng lớn. Dạ hoành 7 rưỡi. 7 rưỡi. Củ đế bự nha cô chú anh chị, nguyên một bệ luôn á. À. Rồi cái chiều đổ nhiêu em? Chiều đổ. Dạ chiều đổ 60 luôn. Quá, nè, nhánh đổ dài xuống. Nhánh đổ. Hút nụ nè. Lật ở trong ra nè. Nè. Rồi. Quá trời luôn. Sắn là sắn khít luôn á cô chú anh chị, sắn kẹo luôn á. Chỉ có cái hàng mà mình nuôi khoảng 3-4 năm thì nó mới được cái tàn và nút nụ như vậy nha cô chú anh chị. Ừ. Nói chứ một cây mà nuôi 3-4 năm như vậy nó cực lắm á cô chú anh chị. Nó đặc rập ở trên này luôn nè cả nhà. Chứ cái mai sắn này mà mình muốn nó đi tàn đều như vậy là mình phải rong lá. Mình cũng rong lá thường xuyên cho nên nó mới đi đọt. Thường là mấy cái này em đóng mấy bo. Dạ ăn cây về 2 bo. 2 bo ha. Dạ. 2 bo cho nó mau. 2 bo nó mau liền đầu á. Ừ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha. Mã số 8C. Dạ 8C là 400. 400 ngàn cả nhà. Giá anh bao ship luôn ha. Dạ ship chậu luôn. Dạ. 9C cô chú anh chị ha. 9C thì cái hàng này là hàng mini để bàn. Em giao lưu là 300 ngàn một cặp. Ừ. Đó. Kiểu như cái hàng kia mình phân ra 300-350 một cây nó là loại nhất. Thì cái này nó là loại nhì. À. Kiểu nó nhỏ hơn cho nên em giao lưu cặp á cô chú anh chị. Ừ. Chứ còn cái thời điểm mà mình ghép nó cũng già mùa y chang nhau. Nè nút nụ cũng rất là nhiều luôn. Rồi. Cái này mình giao lưu là một cặp hay một cặp dạ, là 300 ngàn hết. Một cặp là 300 bao ship. Rồi đây cả nhà, hàng này thì nhỏ hơn kia xíu. Cái gốc ghép thì nó cũng cỡ Dạ gốc ghép với thời điểm ghép là một cỡ hết. À. Mà kiểu cái tàn nó hơi nhỏ nó hơn hơi thôi. Yếu hơn thôi ha. Dạ. Loại 2 ha cả nhà. Tàn rồi, nhỏ thì nhưng mà nút nụ thì rất là nhiều cô chú anh chị. Ừ, tại vì nó cái ghép tuổi của nó cũng như nhau ha. Tuổi nó như nhau đúng rồi. Rồi cả nhà mình tham khảo nút nụ rất là nhiều ha cả nhà. Một cây nó mình lấy chiều cao đi lên thì cũng tầm gang tay trở lại á cô chú anh chị. Ừ. Tàn ngang mỗi một cây như vậy là nó khoảng 3 tấc. Đó, còn hoành thăng thì tầm cỡ mình lấy cỡ ngón trỏ đi cô chú anh chị. Rồi. Đế ghép thì em quấn đế cũ có xử lý hết ha cô chú anh chị. Đây. Đế là có xử lý hết nha. Rồi một cặp như là 300 ngàn cái nha. Mã số 9 đó cái nha. Cái hàng này á mình mua về mình trưng bàn trà, bàn ông địa hoặc là mình làm quà tặng đồ cũng rất là đẹp á cô chú anh chị. Chứ mình trước giờ mình tặng bánh rồi này kia thì nó cũng quen quá rồi. Ừ. Mình tặng mai nhằm khi nó có ý nghĩa hơn ha, may mắn ha. Hàng này rồi. Mình về mình lấy thêm cái chậu mình đem để vô cái nhà. Hàng này mình đang để thùng C đó. Dạ thùng C 6. Rồi, về mình vô chậu nha. Cái đẹp nha. 300 ngàn một cặp mã số 9 của chú anh chị ha. Dạ tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì em giao lưu với mình là cái hàng ghép gốc mai vàng, gốc bứng á cô chú anh chị, gốc bứng vườn á. À. Dạ đa phần thì cái gốc mai vàng bứng thì nó sẽ có cái đế cũ, đế cũ tròn. Gốc bự rồi nha. Giờ cho em xin thông số đi. Cái này mình ghép được bao lâu rồi? Dạ 4 mùa. Hàng già mùa. Già mùa không à ha. Dạ già mùa nút nụ là bao hàng luôn. Bao hàng bao bông cô chú anh chị chơi luôn đây. Đây nha, nút nụ để mình quay ở trên cái chỗ ghép cái nhà mình tham khảo ấy. Mình đóng vô gốc đóng gồng luôn. Trời rồng đen luôn á. Đóng gồng đen luôn á là già dữ lắm mà cô chú anh chị. Mấy cái hàng này mình lấy bàn chải mình sạc là trắng tươi không vấn đề gì hết nha. Rồi này mình cũng đóng 2 chọc ha. Dạ. Có nhiều cô chú anh chị mình hỏi em đóng gồng vậy rồi có ảnh hưởng gì tới cây không thì không nghe cô chú anh chị. Nhìn nó nghệ thuật nhìn nó đẹp nữa. Nhìn nó già thôi à. Ừ. Rồi đây cái nhà mình tham khảo cái em cho thông số nha. Rồi chiều cao là 37. Chiều cao 37 cái nha. Tàn ngang là 55. Rồi. Cái hoành góc nha. Hoành góc nghe. Mã số 10 cái nha, 400 ngàn. Vị trí này 13, đúng rồi, mã số 10 là giá 400 em bao ship. 400 bao ship cái nha, cái cũ thì nó nở nữa cái nha, để góc vườn thôi. Dạ. Cây già mùa thì mình yên tâm giùm em là nút nụ. Ở đây là em đã bao bông cho mình chơi nè, đó. Nó phải lật ngược lên nó vậy đó nó mới thấy nha cô chú anh chị. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha, mã số 10 400 ngàn cái nha. Mình bao ship mình gửi luôn chậu ha. Rồi mã số 11 ha, 11 em cũng giao lưu là hàng trung cô chú anh chị ghép mai giáo tự sắn. Thì cái cây này là cái form nó cao ha cô chú anh chị. Nè anh Trọng thấy form nó cao cái nó thả tàn xuống nè, rất là đẹp luôn á. Rồi. Hàng này thì phải form cao, còn nếu mà cái cây nó lùng á thì mình phải để lên cái chậu nó cao ha. Dạ đúng rồi, mình phải phối cái chậu á. Ừ. Mình phối chậu cho nó đẹp. Rồi cây này thì nó cao là được 50. Cao 50 cái nha. Tán ngang 50 luôn. Trời ơi.
hàng trung của vườn ha em. Dạ đúng rồi, hàng trung, hoành gốc là 11. Hoành là 11 đó nha. Rồi mã số 11 đó nha ơi. Rồi mình tham khảo nút nụ nha. Nút nụ rất là nhiều và mình cứ quay ngẫu nhiên thôi, không có cần phải mà lựa mấy chỗ nào nụ nhiều đâu cả nha. Nói chung dạ, là hàng rồi. Này nụ đều hết trơn cái nha. Hàng nụ nhà đều mùa không hết à. Ừ, 11 mình giao lưu với giá là 450. 450.000 đó nha. Mình với góc vườn cái gốc này cái form nó cao đó nha. Nhìn, nhìn để cho nó thả xuống, hàng này cũng đóng hai bò hết nha. Dạ, cho cây này form cao thả tàn xuống rất là đẹp nè cô chú. Mình cũng vô dây mình cũng kéo sơ sơ ra qua cho dạ, nó. Dạ mình phụ nó cho nó tròn tàn á, với lại những cái nhánh có kẽm này khi mình gửi hàng đi mình ốp tàn vô nó không bị gãy á. À, có kẽm mới đỡ rồi ha. Dạ đúng rồi. Rồi cái nhà tham khảo mã số 11 là 450.000 đó nha. Giá mình bao xíu luôn ha. Cả nhà nhớ nhận hàng nhớ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Rồi mã số 12 giùm em luôn ha. 12 cũng là một cây mai giả tự sáng già mùa, em ghép với cái gốc bướm vườn, gốc mai vàng á cô chú anh chị, củ nở nè. Rồi, gốc này thì luôn. Cái củ nó nở nở ghê luôn ha em. Dạ nở tròn luôn á, nở bự luôn á. Mã số 12 cái nha. Form này nó cũng cao nè cái nha. Rồi cho anh xin thông số đi lia. Rồi. Em mình là chủ lực là giả tự sắn nha cái nha. Chiều cao là 50. Tán ngang 50 luôn. Cái gốc bự rồi nha. Dạ gốc bự, gốc này bự quanh 11 có củ. Cái củ nó bự. Rồi củ đây cả nhà. 25. Củ 25. Rồi đây cả nhà mình tham khảo cả nhà ơi. Nút nụ thì nói chung là bao quá xá luôn. Khen hoài kỳ quá ha. Khen hoài ngại quá. Nhưng mà thật sự là rất là nhiều cô chú anh đây chị. Đây nha, nút nụ đây ha. Kiểu như mình giới thiệu đang cho dễ chọn lựa. Cái chậu kép đây cả nhà. Ồ chậu kép nó bự nha, chậu kép nó bự cái chừng ngón út của mình đó cả nhà. Này. Hai chậu nè. Bên này cả nhà tham khảo nút nụ nè. Một nụ như vậy nó không phải nở ngay, một nụ là 7-8 bông một chùm luôn á cô chú anh chị. Cho nên một cây như vậy mình lặt hết lá rồi ha là bắt đầu là nó thả bông rất là đẹp luôn. Dạ, với lại biết bao nhiêu mà nói ha. Cây này nó cuối mùa hành ra lá nó hơi xấu, bây giờ mình không có cần quan tâm lá mà chủ yếu mình coi nụ á cô chú anh chị. Lại còn khoảng bữa nay là mùng 4 mình này. Ở miền Tây, thời điểm ở miền Tây nha là khoảng tầm cỡ 15 là mình lặt lá rồi. 15 lặt lá. Dạ, 15, 16 mình sẽ lặt lá. Là tầm khoảng 10 ngày nữa là mình xuống lá rồi. Rồi, cả nhà mình tham khảo cái nha. Này là mã số 12, 12C cái nha. Mình cho lưu giá là 450.000. Dạ, đúng rồi. Giá mình đồ ship. Rồi, tiếp theo là mã số 13C ha cô chú anh chị. Rồi. Nó cũng là một cây mai xoắn và mùa mình ghép gốc vườn nữa. Cái tán ngang mình kéo ra nè cái nha. Cái này là mình vô dây mình kéo tàn phụ nè cô chú anh chị. Mình nhìn tàn rất là đều luôn á, rất là đẹp luôn á. Thông số làm sao đây em? Mã số 13, cái nhà 13C ha. Rồi, 13C, chiều cao của cây là 47. Tàn đều tròn nha, tàn 60 cô chú anh chị ha. Đế củ nở, dạ hoành là 12. Hoành là 12. Quá trời, nguyên một chùm luôn nè. Hết sức luôn. Hết sức luôn. Đây cả nhà, nút nụ này. Tàn đều tròn ha, nút nụ rất là nhiều luôn. Hàng sắn kẹo luôn hả? Dạ, sắn khít luôn á. Sắn khít không có lơ. Có nhiều cái dòng sắn nó thẳng á cô chú anh chị. Rồi nút nụ được nha. Nút nụ là cứ đều hết luôn, hàng già mùa em bao bông luôn ha. Rồi. Rồi mã số 10 mấy ta? 13C. 13C em. Dạ 13C là 450. 450.000 cái nha. Dạ tiếp theo mã số 14C ha cô chú anh chị. Nó vẫn là cây giảo tự sắn ghép gốc vườn ha. Rồi. Già mùa cô chú anh chị ơi. Cái củ nó cũng bự nữa nè cái nha. Cái hàng này giờ nó già mùa nó đóng gông, mình về mình chà ra giùm em chứ không có gì hết nha cô chú anh chị. Đóng từ trên xuống dưới cái thân á cái nha. Tại kiểu nhà vườn mình số lượng nhiều quá, mình không có thể nào mà mình tỉ mỉ từng cây á. Dạ chiều cao cây này là 50. Chiều cao 50. Tán ngang 60, tàn đều tròn cô chú anh chị nha. Đều tròn tứ phía luôn á. Rồi cái hoành nhiêu em? Cái củ bự đó nha. Hoành lớn củ bự nha. Hoành cây này là được 14. Dạ củ 20 ha. Củ 20, hoành 14. Rồi đây cả nhà tham khảo. Mã số này là 14C, mình vô lưu với giá là 500.000 ha cái nha. Dạ đúng rồi. Rồi giá mình bao ship cả nhà ơi. Để em dệt dệt cái nút nụ cho nhà tham khảo. Đây cả nhà. Mấy cái này cả nhà nhớ nhận hàng nhớ dệt dệt ra như là mình kiểm tra nụ là rất là ok luôn á nha. Đây nè, đem ngửa lên nè cả nhà. Đây nút nụ nè ha cả nhà. Đây, nhánh này quá trời luôn. Những nhánh bên đây. Nguyên một chùm luôn. Nguyên một chùm luôn. Nó khuất ở trong không á Ly. Dạ tại kiểu mai sắn nó sắn cái nụ nằm trong cái mắt sắn đó. Với lại lá nó che. Dạ. Cho nên cô chú anh chị mình xem hàng mình kiểm tra nụ thì mình lặt cái lá lên giùm em nha. Rồi cả nhà tham khảo nha, mã số 14C 500.000 đó nha. Dạ tiếp theo mã số 15C cô chú anh chị ha là một cây mai giảo tự sắn hàng già mùa. Em ghép với cái gốc tứ quý của chú anh chị nha. Rồi gốc tứ quý luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cây khá là cao cả nhà ơi. Cây này cao 2 mét á. Cao 2 mét ha. Dạ. Rồi từ trên xuống dưới để anh quay nút nụ cho cả nhà mình tham khảo. Dạ, có mặt hoa nữa nè cả nhà. Có mặt hoa rất là đẹp luôn. Có mặt hoa gió đây cả nhà ha. Giả tự sắn. Cái này mình ghép được bao lâu rồi? Dạ ghép 4 mùa rồi. Hàng già mùa không ha. Hàng già mùa. Rồi nút nụ đó cả nhà. Từ trên xuống dưới mình đóng vô cái cây tứ quý cả nhà. Dạ đây còn cái nhánh tứ quý luôn nè.
cho cô chú anh chị mình quay giữa nhà mình tham khảo ha. Nút nụ nữa nha, no tròn ha. Rồi còn nhánh tứ quý, còn cái thực tiền nó ra nè cái nhà. Dạ đúng rồi, đang cho cô chú anh chị mình biết cái cây tứ quý á. Ừ. Thường mà giảo tự sắn mà mình ghép với cái gốc tứ quý của chú anh chị ha, là bông nó sai nè, sai nụ sai bông, bông đậm ha. Ừ. Rất là đẹp luôn. Cái loại nào mà mình ghép với cái gốc tứ quý cũng vậy hết á cô chú anh chị. Ừ. Cái đặc tính của nó là vậy. Cho nên cái gốc phôi tứ quý lúc này giá nó giá hơi cao, dạ. Hơi bị cứng cái nhà. Cái đây, phôi cái không là giá rất là cao rồi đó cô chú anh chị. Mà cái này em ghép giảo sắn là mình đóng vô 4 mùa rồi đó. Cái nhà nhìn gốc đẹp nha. Cái da nhìn cái da là mình cũng biết cái tứ quý ha. Cái hoành gốc nhiêu em? Dạ để em đo. Ừ. Gốc này cao ghê cái nhà. Này mấy kẽm này mình kiểu mình định hình mình phụ nó cho nó đừng có ấy lắc đó cô chú anh chị. Dạ hoành ngay đây 28. Rồi hoành 28 còn cái cũ. Hàng này thì mình gửi sao em? Hàng này em bao ship 200 km nha cô chú anh chị. Dướng gì vậy? Cái lòn vô. À, bao ship 200 km. Em giao bằng xe tải. Giao bằng xe tải. Còn nếu mà xa hơn 200 km. Dạ gửi chậu luôn. Còn nếu mà xa hơn 200 km thì cô chú anh chị mình phụ ship với em ha. À. Để em nhà vườn mình ở chợ Lách Bến Tre cả nhà. 200 km thì Sài Gòn về đây là dư rồi cả nhà. Dạ. Ừ. Rồi tổng bộ đế là 70 nghe cô chú anh chị. Tổng bộ đế tổng là bộ 70. Đế 70. Dạ đúng rồi. Rồi cái nhà mình tham khảo nút nụ của mấy cái nhánh ở dưới đây nha cả nhà. Đây cái nhà nút nụ nè. Đó, nút nụ đây cả nhà. Rồi thì gốc này thì mình cái tán ngang khoảng nhiêu em? Rồi mình cái tán ngang luôn đi. Cái này nó đổ xuống cho nên cái tán ngang nó cũng hạn chế hết nha. Dạ đúng rồi. Chiều tán ngang này mình đo được 85 á cô chú anh chị. 85. Dạ cây mai sắn kiểu như nó cao mình đóng từ trên đọt đóng xuống tới dưới gốc luôn rất là nhiều bo. Với cái phơm mai sắn này thì cái tàn nó đổ thả xuống á. Thành ra bề ngang thì nó cũng không có nhiều cô chú anh chị. Rồi cái cây này thì cao là 2 m, tán ngang là 85. Hoành ngay đây hồi nãy mình đo em đo gọi hết cô chú anh chị. Rồi, cái này mình vô luôn xem. Cây này em giao lưu là 20 triệu, em bao ship 200 km nha cô chú anh chị. 20 ha. Dạ. Rồi 20 triệu cái nhà mình bao ship 200 km. Tại vì cái gốc tứ quý thôi là cô chú anh chị biết cái thị trường phôi bây giờ nó rất là cao rồi. Mà cái này là mình đóng vô mai giả tự sắn mình nuôi 4 năm nữa cô chú anh chị. Với lại bao ship 200 km nữa ha. Nếu cô chú anh chị mình có điều kiện mình lấy tại vườn thì em sẽ tính cái giá vườn của chú anh chị mình nha. Rồi, số điện thoại nhà vườn mình để bên góc trái màn hình mình. Rồi, mã số này là mã số 15C. 15C dạ. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha. Rồi mã số 16 ha thì em giao lưu cái hạng mai giống ha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, 16 em giao lưu một cây bạch mai đọt hồng. Bạch là mai bông. Đọt hồng. Dạ, bông màu trắng đọt ga màu hồng đậm rất là đẹp ha. Bông nhiều cánh luôn. Cái hàng này thì mình sưu tầm làm giống nha cô chú anh chị chứ chưa có bông ha. À, cái này mình ghép vô cái gốc gốc vườn nữa cái nhà. Dạ, cái gốc đế, mai vàng, đế rất là đẹp. Vàng để nơm nữa cái nhà. Ừ. Rồi thông số sao đi em? Dạ em đo. Mình đóng được để coi 1 2 3 4 4 4 bo ha, 4 chọc. Chiều cao là 43. Chiều cao là 43. Tàn ngang là 40. Ừ. Hoành thân ngay cổ này là 11. 11. Tổng bộ đế 43. Cái này mình ghép được bao lâu rồi? Dạ em ghép khoảng 5 tháng. 5 tháng cái nhà hàng này hàng giống nha. Thì mình vô luôn dạ. Sao đây em? Hàng này á thì 6C. Dạ 450 bao ship. Rồi, mã số 16C. Hàng này thì sưu tầm làm giống của chú anh chị ha chứ Tết này chưa có bông nha. Hoa của nó thì màu trắng bông nhiều cánh ha. Ừ. Rồi cái nhà mình tham khảo nha, mã số 16C cái nha. Dạ 17C em giao lưu cây cúc bạch mai của chú anh chị ha. Thì cũng sưu tầm làm giống chứ Tết này chưa có bông nha. Cúc bạch mai thì bông nhiều cánh, bông từ 24 cánh trở lên ha cô chú anh chị, hoa màu trắng nha. Hàng này thì cũng còn mới trên thị trường ha cô chú anh chị. Rồi, cái này mình đóng được 2 chọc nữa cả nhà. 2 bo. Ừ, mình đóng được gốc vườn ha. Chiều cao là 35. Tán ngang 35. Hoành thân 11, có củ đế nha, củ đế là 20 ha cô chú anh chị. Rồi, 350. Và 350.000 cái nhà. Dạ, mã số bạch mai. Cúc bạch mai mã số 17C ha. Mã số 17C cái nhà 350.000 ha. Mã số 18C cô chú anh chị là một cặp bạch mai zin ha. Em ương từ hạt kiểu như mình lấy hạt của cái giống bạch mai đọt hồng mình ương ra cái cây này á cô chú anh chị. Ừ. Một cây như vậy á là mình ương hạt cho tới thời điểm mà mình xử lý đế đồ này kia quấn thân là luôn tới nay là khoảng hơn 2 năm rồi đó cô chú anh chị. À, nó lâu lớn mà dạ. Còn đi quấn thân nữa thì nó còn lâu lớn hơn nữa. Dạ đúng rồi, tại mình xử lý cho nó đẹp á. À. Cái đế này là mình sửa đế mình sắp rễ luôn. Ừ. Rồi xong mình quấn thân luôn. Ương từ hạt bạch mai ra. Đó. Hàng này cũng có sắp rễ nha cả nhà. Đây cả nhà, sắp rễ nè mình quấn cũng đa dạng hết. Dạ đúng rồi, mình quấn thân nữa cô chú anh chị ha. Xong rồi cái mình quấn thân nữa nè cả nhà. Dạ. Một cây như vậy mình ương hạt mình nuôi 2 năm rồi đó cô chú anh chị. À, tức là cái bây giờ là nó cũng có bông chuẩn rồi hả em? Dạ đúng rồi, bao bông luôn cô chú anh chị ha. Tại vì hồi năm rồi là nó đã nở bông rồi. À. Nhưng mà Tết này thì làm như là nó hơi yếu nụ cho nên Tết này chắc không có bông á. À.
nhưng mà kiểu mà thì nhà vườn mình bao mặt bông. Dạ đúng rồi, tại cái hàng này là hàng tuyển, 100 hạt bạch mai là nó ra tầm khoảng chừng chục mười mấy cây như vậy à. Ừ. Còn cái số còn lại nó không ra cái lá trắng, nó là nó sẽ ra cây vàng, nó sẽ ra bông vàng à. Đó là coi như hàng này gọi là hàng tuyển rồi đó. Rồi dạ. À, cho anh xin thông số đi. Chiều cao thì mình lấy là 4 tấc, còn cái hoành thăng thì mình lấy tầm cỡ cái đít đũa không ăn á, cái đầu đũa không ăn ha. Dạ cái đầu đũa bự á. Rồi hàng này mình uống, mình vô dây mình uống lắc lượng. Dạ đúng rồi đó. Mình sửa lắc lượng luôn ha. Rồi cái này mình vô luôn sao em? Dạ 700.000 một cặp, em bao ship ha. Mà 700.000 một cặp cả nhà, là hai cây ha. Dạ đúng rồi, vậy mình vừa bao ship luôn. Tại vì cái hàng này đây, hàng sưu tầm, hàng mình ươm từ hạt cô chú anh chị ha. Kiểu cây ghép thì nó có số lượng nhiều rồi. Ừ. Còn cây gin hàng mình chơi lâu dài nó có giá trị thì chưa có số lượng nhiều trên thị trường ha. Dạ. Rồi, cái nhà mình tham khảo nha. Cả nhà mình tham khảo giùm em ha. Rồi, 700.000 bao ship. Dạ. Rồi cặp này cũng là cặp cuối clip của vườn ha. Thì cuối clip thì em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành chút thời gian theo dõi clip. Rất mong cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.